Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 1.000 m2. Trên thửa đất có 200m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẽ trái là liên thông về trung tâm thị trấn Trà Gạo là 3 km. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác 4 chỗ loại Good Morning thì anh chị di chuyển vào rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2, mình cách khoảng 1,5 km. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 12m và có chiều dài là 80. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị, mình đo thẳng qua bên đây là 12m. Đất của mình thì tương đối cao gáo và bằng phẳng, đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua về, anh chị mình cất nhà vườn để nghỉ dưỡng là thích hợp với anh chị. Ở đây thửa đất đang quay về hướng Tây Bắc. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 20 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 67 km là anh chị tới ha. Đất mình thì tới vị trí này nha anh chị, thẳng xuống bên dưới là 80m. Khu vực này thì có đèn đường đầy đủ luôn anh chị. Ở nhà cửa thì hàng xóm khu vực này em thấy thì ở rất là đông. Về đây thì anh chị cô chú mình mua để cất nhà vườn nghỉ dưỡng là thích hợp luôn anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị cô chú mình có thể trồng dừa nè, mít, bưởi, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn ha. Để em di chuyển xuống bên dưới em chỉ ganh cho anh chị mình nắm luôn. Đất mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ đan luôn anh chị. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Đất thì gia chủ đã lên 200m là đất thổ cư. Vậy thì anh chị cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn ha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 790 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem vị tinh. Anh chị về đây thì giờ cũng không mất thời gian nha.
Ở khu vực này thì trồng bưởi da xanh rất là nhiều luôn anh chị. Kế bên hông đất mình thì cũng có một cái đường nước công cộng để anh chị mình lấy nước ra vào để tưới tiêu, rất là thuận tiện luôn anh chị. Tổng diện tích của mình là 1.000 mét vuông nha. Ở trên thửa đất thì có 200 mét là đất thổ cư. Ở đất của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái ao cá này nè. Giá bán là 790 triệu nha anh chị. Giá này thì anh chị gặp ngay chính chủ để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất anh chị mua ha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở khu này thì em thấy trồng bưởi da xanh rất là nhiều luôn anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị yên tâm nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Ở đây thì trên đất của mình còn khoảng 5-6 gốc dừa gì thôi anh chị. Ở dừa này thì em thấy cũng lão rồi. Anh chị có thể về, anh chị mình cưa bỏ hoặc là anh chị mình để uống nước cũng được anh chị. Ở đất mình thì tới đây nè. Đất thì đầu đuôi là bằng nhau luôn. Không có bị tấp hậu nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa ha. Hôm nay em về đây thuộc ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu anh chị một thửa đất có tổng diện tích là 1.000 mét vuông nha anh chị. Ở ngang của mình là 12 mét và có chiều dài là 80. Trên thửa đất có 200 mét là đất thổ cư. Gia chủ thì đang kẹt tiền nên cần bán gấp, giá là 790 triệu. Con đường ở phía trước là 2,5 mét. Anh chị di chuyển là đường xe máy và xe ba gác, ô tô 4 chỗ. Anh chị mình di chuyển vào đây cũng được nha. Ở đây thì đèn đường nè, điện nước, wifi có đầy đủ hết. Ở nhà cửa thì khu vực này em thấy rất là đông luôn. Vị trí này thì đẹp để cho anh chị cô chú mình mua, anh chị mình cất nhà ở. Phía sau thì mình có ao cá nè, anh chị có thể về anh chị mình trồng cây ăn trái thêm là tuyệt vời nha anh chị. Ở không gian này thì em thấy rất là thoáng luôn. Cho chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nha anh chị nên cần bán gấp anh chị. Ở đây thì gia chủ đang lên clip nè để trồng rau nha anh chị. Ở đất của mình thì sát bên ganh này luôn. Tổng diện tích của mình tới 1.000 mét vuông rồi anh chị, rất là nhiều. Ở trên thửa đất thì có 200 mét là đất thổ cư luôn. Giá bán là 790 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Để em di chuyển lên phía trên, anh chị mình xem, anh chị mình tham quan một lần nữa ha. Đất mình thì cao gáo nha anh chị, đất thì không màu mã gì hết anh chị. Xung quanh thì cũng không có. Khu vực này thì rất là đông dân luôn. Ở phía trước thì về anh chị mình cất nhà,
Còn khu vực này anh chị về có thể trồng cây ăn trái. Ở phía sau thì có ao cá nữa anh chị. Ở khu vực này thì trồng bưởi da xanh, dừa anh chị, cây trái thì khu vực này á trồng rất là tốt luôn. Mình sử dụng nước là nước máy nha anh chị. Ở đây thì điện ở nông thôn thì trước đất của mình á có đầy đủ hết. Ở ga Sổ Hồng thì anh chị mình vô điện nước nha. Ngang của mình là 12 mét nha anh chị. Đó. Anh chị mình cất nhà thì em thấy cũng rất là rộng luôn á. Ở đây là tổng quan thửa đất của mình nha anh chị. Ở con đường này thì đường thông về nhà thờ anh chị. Mình là cách nhà thờ khoảng 1,5 km nha. Còn đường bên đây thì anh chị liên thông về trung tâm thị trấn Chợ Gạo là 3 km. Nói gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp là 790 triệu nha anh chị. Tổng diện tích là 1.000 m² và có 200 m là đất thổ cư. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.